Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. À, đấy. Dạ thế. Mẹ. Ui, gắt. Đây tôi cũng chơi lầy luôn. Tôi cầm chảo tôi lừa người luôn công ạ. Tôi cầm chảo tôi đi pha người luôn. Cầm chảo pha người này, một chảo xong. Lút đồ này, lút đồ này, lút đồ này, lút đồ này, lút đồ này em ơi. Mày lút đồ à? Các bạn đó, bạn đó, bạn đó. Các bạn ơi cứu mình. Có cái địch. Có cái địch đến chơi mình. Chỗ này các bạn ơi, qua đây cứu mình. Bên này, chúng nó kiểu gì có đang lùa mình nhé. Thấy tiếng nhảy, nhảy chân gần vãi trưởng không ạ? Đây rồi. Đây rồi, nó đang canh mình, đang canh mình. Nó đang canh tôi và đã clear xong rồi bạn ơi. Thằng này này. Láo hả em ơi? Ui, cái hộp quà màu xanh mình ăn được mạng, bạn cũng lấy mất. Mình thật là buồn, sát thủ ạ. Hết rồi, hết rồi. Buồn quá. Nhớ các bạn. Mình buồn quá bạn ơi, cái hộp quà màu xanh của mình, hộp bí ẩn, mình ăn được mạng nhưng bạn lấy mất. Wow, so sad. Anh em có thấy là so sad không ạ? Riêng tôi lại cảm giác very so sad. Khu này vừa bùng đấy nó có người đấy. Tôi cũng chả biết nữa. Kiếm ngay coi, có kill luôn, không phải ngại gì cả không ạ? Wow. Kết rồi. Ui Huy Nhi ơi, sắp mặt chưa em ơi? Sắp mặt chưa Huy Nhi ơi, sắp mặt chưa? Ui. Gắt, được. Gắt vậy các bạn ơi. Ok, đã được nâng giáp. Ui, nhìn các bạn lút đồ này. À, lút được hộp quà màu xanh của Huy Nhi. Các bạn ơi. Ui, sao bạn? Sao các bạn lại lấy mức băng đạn thử điên vậy? Quay đạn thử điên á? Wow, kệ bạn vậy. Mình không muốn bạn gánh team. Băng đạn thôi mà. Nhưng mình không muốn bạn gánh team. Ok. Nên là cậu sẽ nát. À quên. Cậu sẽ ăn ít đạn thử điên đi. Nói nhanh quá các bạn ấy. Thì thoảng là nói nhanh. Lắp hết chữ dính vào với nhau ấy. Ơ Huy Nhi. Huy Nhi đi lẻ à? Huy Nhi ơi, cậu đi xe làm gì vậy? Huy Nhi đi lẻ à, nha em ạ? À, Huy Nhi. Số nha, cảm ơn Đức Cute đã gửi quà tặng nhá, thưa em. Ơ, bây giờ là sát thủ lại đi lẻ này. À, sát thủ bảo Huy Nhi đi lẻ nhưng mà sát thủ đi lẻ không kém gì Huy Nhi. Thôi bạn ơi, bạn không phải lý do lý chấu nữa, bạn giả vờ kinh quá cơ bạn ạ. No, mình không tin bạn ạ. Bạn đang đi lẻ, mình không tin. Để đến giáp 4 rồi. Gắt, được. Bạn tôi im ỉm ăn dắt chúng nổ. Wow. Hay lắm bạn ạ. Chẳng phải chọn cách là im chứ cậu. Chúng ta lấy sự mình không ngờ 4 chỗ đi cùng vậy. Mình không ngờ tại sao bạn lại là con người như vậy. Bạn im ỉm ăn cái nướng giáp. Hello các bạn. Ui các bạn chạy xa mình vãi trưởng. Cái 200m cả. Đây tôi chạy qua ngay. Ok, cảm ơn Phúc Juventus đã gửi quà tặng nhá, kêu em. Xin nha, cảm ơn mọi người ạ. 10 kêu anh ơi, ok. Thế thì phải đi lẻ thôi nha, mà đi với team là tôi chỉ có toàn đai thôi. Đấy. Với lại cả team cho nó ăn hết mạng. Đấy, đi lẻ thôi cho nó an toàn các bạn ạ. Kêu được nhiều mạng. Được chơi nha em. Hay là tôi sẽ lên trên phía này coi các bạn ơi. Ui. Xe máy đang rốt. Hiện tại thì mình đang chơi bằng điện thoại Blackstack 2 nha các bạn. Ok, cảm ơn An Hạ đã gửi quà tặng nha, thank you em. Mình đang chụp các bạn. Ê. Ui các bạn ơi, có gì đây? Okay. Mình đang leo dốc các bạn ạ, mệt vãi trưởng. Mình đang leo dốc này, mệt quá cơ anh em ơi. Leo mãi chưa dốc nữa. Ôi, sát thủ đã có mạng. I'm so sad. Huy Nhi đã có mạng. I'm so sad anh em ạ. Các bạn tôi ơi. Các bạn ăn ít mạng thôi, các bạn ăn nhiều quá nhỉ. Wow. Mình thật là buồn. Mình thật là buồn vì các bạn ăn quá nhiều mạng. Mình mới chỉ có Chu Kiu. À, thằng nào bắt xe. Dạo xanh. Chắc chắn không phải mình, đó là Huy Nhi. Huy Nhi là Super Chip Money không ạ? Đấy. Super Chip Money là Super siêu rẻ tiền đúng không ơi? Đó là Destroyka. Ok, cảm ơn bạn Đức Minh 203 đã gửi quà tặng nhá, thank you bạn.
Wow, cứu người thôi nào anh em ơi. Người đâu? Có thể ai đâu? Ui, Vắng hình như như các có người bạn. rồi. Ui, cái gì ấy? Còn như có xe rồi Kẹo, cậu chưa ơi. thấy ai ở đây cả. Kệ nó thôi ông ơi. Tôi mới có được 2 kill công ạ. Sát thủ ơi, bạn đừng cầm súng, bạn ơi. Mình chỉ muốn lên xe chạy thôi mà tại sao bạn lại Tao phá không xe hiểu là rồi? mình định làm gì đúng không? Wow. Bạn ơi, tại sao bạn rẻ tiền như vậy bạn? Xe chỉ có một chỗ mà chúng ta lại có hai người. Mình biết Tại cậu sao bạn không lại cần rẻ gì tiền như mà. vậy bạn? Mình buồn. Bạn đã phá xe, Mình muốn thì phá ta đi đi chung với phương nhau thôi tiện bạn đi ạ. lại duy nhất của mình, bạn ạ. Mình không hiểu Ủa, con mình người cũng hiểu bạn như cảm nào giác đó nữa. mà khi gặp mà Wow. đi nó phá xe của mình. Tại sao bạn không phá lại xe của Hân Nhi, bạn lại đi phá xe của mình buồn quá. Cuộc sống của Ôi bạn cậu tôi. sắp phải có gọi là Ôi chỉnh bạn chỉnh tôi đổi ơi. từ người này sang người khác. Thôi thôi bạn ơi. Xem một số bốn nào, chắc chưa? Xe. Bên Một này tờ bên chắc này. á. Đi. Let's go. Các bạn chở xe qua đây. Ok, hello mọi người Đây nhé. bọn đi Chúc trở mọi lại. người xem live vui vẻ ạ. Như ơi, bọn mình đã. Các bạn ơi đợi mình với đây. Mình đây mình đây. Các bạn đợi mình với. Wow, các bạn chạy đâu kinh Phanh 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 vậy. lại. Ui hả là phanh Đây. phanh lại cơ. Gắt. Để tới Ok đây. ok. Chạy Rồi. đi câu ơi, chạy đi câu ơi. Đi các bạn đây, tính cho mình nhá. Đúng rồi, chạy đi ông. Ok Anh mọi Sư người xem một ơi, chim mình sao cũng quên mọi chia người sẻ cho gửi mình nhá. tặng quà mà em không thấy? Ủa? Ok được rồi. Sao lại không thấy hả em? Vẫn thấy bình thường mà, hay là em tắt cái phần đọc comment rồi, em phải bật cái phần đọc comment cơ thì em mới thấy các bạn sẽ gửi quà tặng nhá. Wow. Không có ai cả. Từ đầu trận giờ thì kẹo mới chỉ có được 2 kill thôi các bạn ơi, buồn quá. I'm so sad, buồn anh em ơi. Buồn quá nhỉ. Người đâu? Các bạn ơi, các bạn đừng tranh nhau tính nữa. Các bạn ơi, các bạn đừng bẻ quạt đầu xe nữa. Tại sao các bạn cứ rẻ tiền như vậy? Ui, lại là cô À, con già. rùa nó ra Ui, rồi. lại là cô già anh em ơi, Huân Nhi Đây, ơi. đây. Các bạn ơi, chỉ là một khẩu súng thôi mà. Tại sao các bạn cứ phải suốt ngày dở với nhau những trò rẻ tiền như vậy? Mình thật sự cảm giác mình sâu sắc các bạn ạ. Chúng ta là một team cơ mà, tại sao các bạn lại như vậy? Mình không thể tin Team nổi cấp nữa. thính. Wow, team Ta cấp team thính cấp thính cả. của cậu. No. Chúng ta là những người đồng đội cơ mà bạn. Tại sao lại cứ kiểu như là tranh đồ của nhau như vậy? Như thế là không tốt bạn ơi. Chúng ta cần phải sửa đổi bạn ạ. Thế thì cậu sửa nhé, Ui. hà mình không sửa Thôi, đùa thôi ông ạ. vậy. Chứ bây giờ các bạn cho mình lái xe đi. Cho mình cơ hội để quẹt đầu thính nào các bạn ơi. Chứ các bạn lái xe này mình không quẹt được đầu thính, mình hơi buồn các bạn ạ. Đấy. Nâu một ai các bạn ạ. Qua đảo bên cạnh đi không nhỉ? Ông chạy qua cái khu công xưởng ấy. Chạy đi ông ơi. Em đi một cộng. What the hell, bên bạn cứ cộc cầu là như nào nhỉ? Cho mình ăn cái nâng giáp mới. Mình muốn lên giáp chống nổ các bạn ơi. Ui các bạn ơi, chở mình các bạn ơi. Thôi mình đi tạm xe máy vậy. Mình đi xét đâu. À, được, hay lắm Huân Nhi ạ. Đây, tôi sẽ chạy đi ăn mạng nào. Vào công sở các bạn ơi. Ui. Giời Ui, ơi, các bạn định tông đã xe của mình giờ à? là có Thích tông không? Thích tông xe không các bạn ơi? Tông không? Tông không? Ui giời ơi, tưởng tưởng cái xe xe to tông được xe cậu. nhỏ à? No. Cái xe cậu Các ơi. bạn ơi đừng, các bạn ơi đừng. Cái xe Các bạn ơi xe. đừng. Các bạn ơi đừng, đừng phá xe của Nha. mình. Các bạn ơi đừng phá xe của mình. No, mình buồn, đừng phá xe của mình. No. Đừng cậu ơi. Những Hai người người anh chung em mình. thiện lành, tại sao các bạn lại phá xe của mình? Mình Đi buồn xe chung quá. nào. No, Đi xe mình sẽ chung nào đi cậu. riêng. Đi xe No, chung nào. chỉ là một con xe máy thôi mà, sao các bạn nỡ Đi xe lòng chung nào các bạn phá nào. xe của mình? Mình cán hộ xe cậu luôn. No. Cán á? Lên À, xe mình sợ cậu. bậy quá nhỉ. Đổi xe máy mới. À. Ui. Ui bạn ơi. Cậu. Ui bạn ơi. Thế lấy xe to chạy. Làm gì căng. À, Ồ. hóa ra. Kia Ồ, phải bạn ơi, không? bạn ơi, bạn ơi. Tất Bạn ơi, cả bạn mọi ơi, người bạn đều ơi, là bạn tôi ơi. à? Giả dối gì bạn ơi? Đâu Mình đâu phải. có giả dối đâu bạn ơi. Tại sao bạn lại phá xe vậy? Cậu thật rẻ tiền. Đâu mình có rẻ tiền đâu, mình đắt tiền mà bạn ơi. Mình cầm xe đó cậu không có cướp Ui. xe cậu thật rẻ tiền. Ui, Huân Nhi Rẻ bán tiền xe à? ok. Wow, Huân Nhi bán xe của chúng ta, mình đang định đón các bạn mà. Tại sao các bạn lại như vậy? Cái đồ
Sao các bạn lại như vậy? Wow. Đâu. Đấy. Ok, nó ở dưới gầm các bạn ạ. Ui, nó ở dưới gầm các bạn ơi. Và mình đã cứu được nó. Ui, không kéo được. À, hộp quà của mình, hộp bí mật của mình, sát thủ lại ăn trộm mất anh em ơi. Ui bạn ơi, mình kêu mạng này mà tại sao bạn lại ăn mất cái hộp ma thuật của mình? Sát thủ ơi. Cái giá phải trả khi cậu cầm. Ui, xe mình chắc đi mình. Bạn ơi, bạn rẻ tiền vừa thôi chứ bạn rẻ tiền quá sao mình chịu được bạn? Bạn phải học cách đắt tiền lên đi bạn ơi, đừng rẻ tiền nữa. Không, mình đắt tiền với cậu mới rẻ tiền đi. Cậu đây không. Không, mình thấy bạn rẻ tiền đấy. Đâu. Bạn đừng rẻ tiền nữa được không? Please. Đâu. Hôn Nhi chỉ bị có mạng các bạn ơi, Hôn Nhi đang ở trong UAV này. À, sát thủ rẻ tiền. Sát thủ chặn được mạng không cho mình lên anh em ạ. Những cái hành động super rẻ tiền đến từ vị trí của sát thủ anh em ạ. Đừng rẻ tiền nữa sát thủ ơi. Đây, đang theo Hôn Nhi rồi. Hôn Nhi ơi, bạn đừng ăn lẻ mạng nữa. Cả team buồn bạn ạ. Đừng ăn lẻ mạng nữa bạn ơi. Chúng ta hãy đi chung với nhau đi, please bạn ơi. Đừng nhanh quá. Đừng Hôn Nhi ơi, đừng. Đừng ăn mạng một mình nữa Hôn Nhi ơi. Gì đấy? Ui giời ơi. Nổ súng đấy. Các bạn thấy căng quá là mình sợ đấy. Đồ thịt nhá đâu? Ồ hay lắm các bạn ạ. Ui, hai thằng nó bơi nhá. Thằng nào vậy? Trên nhà ấy. Bạn nhầm à? Chắc là trên nhà ấy. Bạn nhầm à? Đang bơi không, à? Bạn hơi nhầm rồi đấy nhá. Không, chắc trên nhà đâu, trong nhà rồi. Trong nhà hơi quá sự. Wow, và các bạn dồn hết mục tiêu lên cái thằng đã gọi luôn thính. Wow. Tại sao vậy? Thú vị không? Vì sao? Vì sao các bạn lại như vậy? Mày ui các bạn ơi đừng. Ui các bạn đã kêu được nó. Ôi các bạn tôi. Mình sẽ quay lại đây và canh mấy đứa ở chỗ này anh em ơi. Bạn kia Hôn Nhi ăn được rồi. What the hell, Hôn Nhi bắn là mình sợ vãi trưởng anh em ạ. Mình chưa thấy địch đâu. Địch trong nhà ấy. Ở đâu rồi ấy? What the hell đây à? Gắt. Gắt lắm các bạn ạ, được. Gắt lắm các bạn ơi, ok. Cậu mới chỉ có được 3 kill thôi, tại sao các bạn chơi gắt vậy? Mình cũng thế, có đi đâu mới ăn nhiều nhất cậu. Hôn Nhi ơi, ăn ít mạng thôi bạn ơi. Hôn Nhi ơi, ăn ít mạng thôi Hôn Nhi ơi. Đừng ăn mạng nữa Hôn Nhi ạ, đừng ăn mạng nữa Hôn Nhi ạ. Đừng ăn mạng nữa Hôn Nhi ạ. Ôi nó dựng tờ mang rồi, các bạn không tha cho nó, các bạn không tha cho nó này. What the hell, các bạn không tha cho nó này. Ui. Tại sao các bạn không tha cho chúng nó vậy? Tại sao vậy các bạn ơi? Các bạn ơi, what the hell. Ui đây, mình đây. Chết hết rồi các bạn ạ. Wow, thế giờ còn lại có bao nhiêu đây? Còn lại có 2 thằng nữa. Wow, một đứa đã bị hạ, mạng cuối anh em ơi. Mạng cuối anh em ơi. No, các bạn đừng ăn nữa, để lại mạng cuối cho mình đi. Các bạn ơi, please, mình cầu xin các bạn. No, mình cần mạng cuối, mình mới chỉ có 4 kill thôi. Mình cần mạng cuối các bạn ơi, các bạn đừng ăn mạng của mình nữa. Please. Hôn Nhi đi một mình sang phía bên kia. Hay là tôi sẽ đi sang phía bên này coi. Xem ai sẽ là người được ăn mạng cuối các bạn ạ. Chưa thấy mạng cuối đâu. Chưa thấy thằng cuối đâu anh em ơi. Và tôi vẫn đang tích cực đi tìm. À, chỗ sát thủ. Sát thủ ơi đừng. Ui, sát thủ đã ăn mạng cuối rồi anh em ạ. Trời ơi, tình đồng đội không mà cái mạng cuối sao bạn ơi. Tình đồng đội không mà cái mạng cuối sao bạn ơi. Bạn ơi, tình đồng đội của chúng ta không bằng một cái mạng sao. Ok, quá là buồn các bạn ơi. Kết thúc trận đấu và kẹo chỉ có cho mình được 4 kill. Wow, thật không thể ngờ được.
Ui, thế mà sát thủ nó cứ bảo là nó cứ bảo là Hun Nhi ăn nhiều mạng, thực ra thằng sát thủ là thằng ăn nhiều mạng nhất. Họ sát thủ thật là xảo quyệt các bạn ạ. Wow. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.